Mình chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Hôm nay là ngày thứ 6 của nhật ký ở trên rẫy để trốn dịch Covid-19 các bạn. Các bạn nhìn riết là mình giống như con chim luôn các bạn ạ. Cũng không đi đâu được, cứ lần quần đến này, thời gian nó trôi đi rất là buồn các bạn. Hôm nay mình sẽ đi câu cá ở dưới ao các bạn, về làm bữa trưa cho gia đình. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình nha. Đây là cái ao cá được xây trên núi của một người em mình các bạn. Chỗ mình đang trốn dịch nè các bạn nè. Ở dưới đây có nuôi cá điều hồng, cá rô phi cũng khá nhiều các bạn. Cá thì ở trong ao mà không biết câu có được không các bạn. Lý do là mình câu rất là tệ. Để xem sao, trưa nay không được con nào chắc trớt quốc luôn, trèo mỏ luôn các bạn. Mồi này thì mình cũng trước mấy người đi câu á, mình làm cái bài mồi bằng cám cho gà các bạn. Cám cho gà với lại thính rang lên với lại khoai lang các bạn. Khoai lang luộc dần là xong mình trộn đều với cái này cho nó dẻo rồi mình câu thôi. Mà không biết ra hồn gì không đây. Đây các bạn, để mình thấy ra cái xa xa kìa. Cá lớn của nó cũng có đó. Đây nè các bạn, biết câu được không mà chuẩn bị một cái thùng xốp để đựng nè, rồi cái đồ vật cá nó cũng bài bản lắm. Đây, đây mồi các bạn, và cái hộp lưỡi câu nữa cũng bài bản dài á, mà không biết ra hồn được không. Đây bộ câu này là của ông em mình nè các bạn, mình chẳng đành để câu cho nên là nó đưa cái câu thôi. Ô cá ăn các bạn. Ô có cái trời ơi, còn chút xíu à. Tưởng to lắm. Thôi cũng phát đầu tiên mình về là được rồi. Con này là rô phi các bạn. Tầm 4 ngón tay thôi. Cũng được, tạm thời còn có còn không. Đây. Đoạn này là mình câu được một con rô cũng khá to các bạn. Nhưng mà không kịp quay các bạn ơi. Ê mình đem cho bạn. Ui chết cha. Tí nó rơi xuống lại các bạn. Rồi bắt được lại rồi. Con này khoảng chừng 8 lạng ký các bạn. Giờ đây yên tâm rồi. Mà cũng được một hai con cá rồi các bạn. Ồ, tiếp tục cá ăn các bạn, con này chắc to. Rồi, để mình kéo vô. Được rồi các bạn.
Ủa, con này cũng khá to các bạn. Để mình xem cái gì đây. Con này cũng cá tài tượng hay là... Đúng rồi, con cá tài tượng. Để dìu cái tử vô các bạn. Ôi trời ơi, rớt nó ra ngoài rồi. Sao không biết. À được rồi, được rồi, được rồi. Ủa, khá to các bạn. Đây các bạn, được hai con cũng to rồi, ba con rồi. Đáng cao thêm còn nữa về chiên ăn các bạn. Được một con điêu hồng các bạn. Con này cũng bự nè. Rồi, rồi để mình bớt lên. Ý, lại rớt nữa. Rồi. Đây các bạn, được 4 con các bạn nha. Rồi, để mình làm và chiên lên cuốn bánh tráng ăn các bạn. Rồi, bà xã mình đã chuẩn bị những cái rau để lát nữa cuốn bánh tráng ăn các bạn nha. Đây là rau thơm rồi. Các loại rau và đây hẹ bánh tráng các bạn. Đây các bạn, sau khi mình làm thịt xong để nguyên con thế này, lát nữa mình chiên cho nó ngon. Rồi, bây giờ chuẩn bị một cái chảo dầu cho thiệt nhiều các bạn. Chiên cho nó ngập, gá cho nó ngon các bạn. Trốn dịch kiểu này thì không khéo tháng nữa mập lên các bạn. Ăn rồi loàn quần ở trên này thôi, còn đâu có làm gì. Thành ra mập thêm các bạn. Đây, món này thì lát nữa cuộn đi bánh tráng ăn các bạn nha. Chảo dầu đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cá vào chiên các bạn. Bữa trưa của gia đình mình cũng gần bắt đầu rồi các bạn. Con cá này nó khá to hơn với cái chảo cho nên mình lại hơi mãi chưa được chiên được con cá này các bạn. Con này tầm 1,5 kg thôi các bạn, rất là to.
như vậy buổi trưa cùng gia đình mình đã bắt đầu các bạn, cá chiên cuốn với bánh tráng bún các bạn, ăn rau xanh chấm với nước mắm các bạn. Mời các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và sống tốt trong những ngày đại dịch Covid-19 đang xảy ra các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.